Mình vẫn muốn tập đến chết. Mình vẫn tập cố hết sức mình. Eo này là giảm trông thấy từ những ngày đầu luôn. Bước vào bữa ăn này rất là phấn khích luôn. Nó cần những suy nghĩ, những cái mindset mà các bạn chưa bao giờ có trong cuộc đời. Em cảm ơn em rất nhiều chị anh trong tuần này nhá. Và trong tuần này anh em mình lại có một chiến thắng rất là tuyệt vời. Hello anh em, hôm nay anh em chúng ta xuống được cân nặng thấp nhất 61.7. Mặc cho ngày hôm qua là chúng ta đã xuống được cân nặng cũng thấp nhất rồi là 61.95. Mình cũng không ngờ được luôn là sáng nay mình có thể xuống được như thế. Mình không expect, tại vì ngày hôm qua tuy chỉ là một ngày gọi là tập bình thường nhưng maybe là mình vận động nhiều hơn, nên thành ra là hôm nay nó xuống 61.7. Chính vì vậy nên cái kế hoạch tuần này của bọn mình ấy vẫn là một tuần thúc đẩy fat loss nữa, nhưng nó lại rất là nhẹ nhàng mà mình không phải thay đổi bất kỳ liên quan gì đến ăn uống hay tập luyện, không phải giảm thức ăn, không phải tăng cardio, không phải tăng step, duy trì nguyên tất cả. Và đấy, cái bằng chứng là sáng nay đấy, chỉ sau một ngày bình thường như ngày hôm qua lại giảm tiếp nữa. Bởi lẽ là hiện tại, bởi vì cái việc mà mình kiểm soát stress nó quá là tốt nên cơ thể nó vẫn có thể phản ứng tốt được, mình không cần phải push sâu. Hiện tại mình và coach mình đều đồng ý là cả hai đều thấy được là cái thể trạng của bọn mình đang là gọi là thể trạng lean nhất, tốt nhất rồi. Bởi vì thực ra ấy, tuy chẳng hạn cái mông của mình nó chưa có được những cái đường lai giống như cái cơ đùi của mình, nhưng khi mà mình xét đến cái phương diện để thi đấu thể hình ấy, mình sẽ muốn xét cái tổng quát nhất, nên thực sự để chỉ theo đuổi một chút cái fat loss đấy mà hy sinh ở những cái nhóm cơ khác nó bị móp đi, và mình nhìn sẽ bị theo kiểu dạng là lên sàn đấu mình sẽ kiểu một thằng chết đói. Đấy, 61.7 là hôm nay, maybe có thể xuống được nữa thì xuống, còn không thể xuống được nữa thì chỉ cần hết cái tuần này thôi, bọn mình sẽ bắt đầu vào tuần picking rồi. Và với cái thể trạng này bọn mình rất là tự tin để bước vào cuộc thi phồng nhất. Và đặc biệt là bây giờ hiện tại, đây cho anh xem ảnh update ở bên này. Đó, nó đang là khô nhất nhưng vẫn đang có cái lượng nước ở trong đấy, tại vì vẫn đang tích chữ gọi là những cái tổn thương hiện tại của Diaferty nó đang có. Đợi sau khi mà bọn mình có một tuần kiểm soát stress management một chút, xong rồi picking dần, cái lượng nước nó sẽ rút đi và mình sẽ còn nhìn phồng, nhìn khô hơn rất là nhiều. Nên rất là tự tin vào cái thể trạng hiện tại. Và hôm nay chúng ta cũng có chiến với nhau một buổi pool day. Làm việc xong sáng nay rồi, check in với các bạn học viên rồi. Đấy, cứ theo thói quen là mình làm việc 3 tiếng buổi sáng, từ 3 giờ đến 6 giờ. Check in hôm nay 8 đến 10 bạn học viên gì đấy. Và đến hiện tại ở đây vẫn theo thói quen bữa pre-workout. Ui, phải đi lấy thịt gà đã. Đấy, đổ nước vào. Siêu ngon. Chúng ta cũng sẽ ăn uống, nghỉ ngơi, và mình sẽ lại đi ngủ trưa. Và mình sẽ lại ngồi xem một chút những cái gì xảy ra ở trong một cái buổi tập, lên tinh thần trước, xem trong buổi hôm nay chúng ta sẽ trải qua cái gì. Và hôm nay chúng ta sẽ có stiff leg deadlift cùng nhau. Có một cái nữa mình nghĩ rằng là sẽ rất quan trọng để chia sẻ với anh em, đấy là hôm nay mình check in với các bạn học viên ấy, mình thấy hầu như mọi người sẽ đang gặp rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến kiểm soát về mặt cảm xúc hay kiểm soát về mặt stress, khi đối mặt với những cái vấn đề mà chúng ta không lường trước được chẳng hạn, những cái vấn đề mà chứ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta ấy. Nó cũng giống như cái buổi tập, khi mà chúng ta xuất phát một ngày, bản thân mình xuất phát một ngày, mình luôn luôn xem cái lịch của mình sẽ có những cái gì ở trong một ngày hôm nay và làm sao để mình làm những cái việc đấy tốt nhất. Mình luôn định hình trước, và thậm chí mình còn nghĩ xem là nếu trong ngày hôm nay có những cái gì có thể diễn ra làm mình stress. Đấy, khi các bạn mường trước được cái đấy, các bạn sẽ xác định là ok, khi mình gặp stress đấy, mình sẽ làm gì và làm sao để mình tận hưởng được một cái ngày hôm nay trọn vẹn nhất. Và như vậy mới giúp chúng ta được là chúng ta vượt qua một ngày, chúng ta vẫn hoàn thành công việc, chứ không phải là chúng ta gặp stress xong rồi chúng ta cảm thấy là thôi, xóa đi, và chúng ta lại càng dần vào bản thân của chúng ta hơn. Ui, bước vào bữa ăn này rất là phấn khích luôn, không có stress gì luôn á. Nên mình sẽ tận hưởng. Đến giờ phút này rồi, hôm nay là 18 ngày 18 day out, 2 tuần 4 ngày nữa là chúng ta lên sàn mà mình vẫn còn có thể năng lượng như này, quá là tuyệt vời. Với đến ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ luôn khởi động với cái routine mobility của mình 10 phút. Xong rồi mình sẽ có một vài động tác như kiểu pull over, roll, làm nóng cái phần lưng trên của mình. Và mình sẽ làm một cái tổ hợp gọi là barbell complex. Đầu tiên ấy thì mình sẽ muốn tập với cái chuyển động retraction của mình này. Đó, xuống hết cỡ này, retract vào. Mỗi cái này mình làm 10 cái. Xong rồi roll 10 cái. Và stiff deadlift, đây là một bài tập stiff. Nó có nghĩa là cái chân của mình ấy, nó sẽ giữ ở một độ duỗi. Mình không tập theo kiểu dạng straight hẳn deadlift là kiểu lock hẳn cái đùi rồi mày đi về sau. Và cũng không phải là như Roman deadlift là chúng ta giữ đầu gối ở vuông góc 90 độ, khi mà nó sẽ tập vào mông nhiều hơn. Với stiff deadlift mình sẽ muốn tập đùi sau, tức là cũng kể vào mông, kể cả phần lưng dưới của mình, tất cả các mọi phần giải cơ đằng sau cơ lưng của mình. Và cái chuyển động này sẽ bắt buộc là mình sẽ đẩy cái mông, đẩy cả đầu gối về sau này. Đó. Và ở đây thì mình sẽ thường cố gắng cái tips của mình ấy, ở đây mình sẽ không thả xuống, xong mình reset, mình tập lại giống như kiểu deadlift bình thường là xuống đây reset làm lại. Mà khi mình kéo lên trên đây này, mình muốn giữ ở trên đây, lấy lại hơi ở trên đây, breathe lại, thở lại và xuống. Xuống với một cái tốc độ kiểm soát, và mình chỉ chạm nhẹ phát là mình đi lên luôn, để toàn bộ cái đùi sau của mình này nó được làm việc rất là nhiều, nó rất là căng và an toàn. Cái quan trọng là an toàn cái đấy. Bình thường ấy, mình sẽ khởi động một bánh 20 này, xong mình sẽ sang nhảy sang bánh 2, bánh 20 luôn, là từ 60 cân đến 100 cân ấy. Nhưng do đợt này ấy, khi mà cơ thể của mình gọi là cái trạng thái yếu nhất, dễ tổn thương nhất, nên mình muốn càng khởi động nhiều hiệp khởi động càng tốt. Bởi vì cái mức tạ khởi động mức tạ tập của mình nó sẽ là 140 thôi, nên mình muốn đi cẩn thận là từ ví dụ như mình khởi động hành tạ này 60 cân này lên 80 cân này, 100 cân này, 120 này, xong 140. Khi mình có đầy đủ các hiệp khởi động như vậy, cái cơ hội mà cơ thể nó làm nóng và làm quen với chuyển động ấy, nó cũng sẽ tốt hơn và an toàn hơn rất là nhiều. Vẫn đủ 8 reps. Nhưng không hiểu sao trong đầu mình lúc đấy mình đếm 10 reps anh em ạ. Để nói hài lòng hẳn thì mình nghĩ là mới khoảng tầm 7 hoặc 8 trên 10. Bởi vì khi mình nhìn lại cái form ấy, bảo sao những cái ở giữa tự nhiên mình thấy nó hơi dễ một chút. Đấy là mình nhìn lại form mình là cái lúc đấy là mình sẽ hạ tạ nhanh hơn so với mọi hôm. Nó không kiểm soát được như với mọi hôm. Tuy rằng là mình kiểm soát được cái nhịp chạm, không biết là mình khó tính hay không, nhưng mà thực sự là nếu mình muốn nghĩ trong đầu mình là cái gì nó gọi là đẹp nhất, tốt nhất ấy, thì mình muốn kiểm soát gọi là chậm hơn một chút nữa. Thế à? Nhưng vẫn rất là hài lòng. Bởi ok, tuy là mình xuống được cân nặng thấp nhất, không hoàn hảo hóa như thế, vẫn giữ được sức mạnh, vẫn cháy được cái cuối như vậy. Yeah, hài lòng một. Tiếp tục cho sang bài 2. Hey, what you need, yeah. Man, I got it, wow. What you say, hey. We don't got it, Get the cream, yeah. Why you slacking? Why you talking out the top? Boy, you capping. What you need, hey. That's a bro, run it up. I feel like getting these numbers up. This time we back then I'm coming up. I'm about to mess that summer up. Been in the lab like all day. I hear it down. Khi mà mình đạt được cái gọi là cân nặng thấp nhất, đồng nghĩa với là cơ thể nó ly nhất, nó khô nhất, nó dễ tổn thương nhất. Nhưng không có nghĩa là mình tập nhẹ lại, tập không cố gắng. Mình vẫn muốn tập đến chết, mình vẫn tập cố hết sức mình. Và thậm chí ấy, trong cái bảng này mình khi mình biết này, mình vẫn muốn tự tin, mình kéo hết mình, nhưng mình muốn dồn 100% cái sự nỗ lực của mình để mình làm từng rep một. Cái sự nỗ lực đấy nó không chỉ là đến từ cái sức mạnh văng vùng, mà cái sự nỗ lực đấy nó sẽ phải đến từ kể cả cái sự bộc phát sức mạnh lẫn cái sự kiềm chế ở trong bản thân mình, và sự để ý xem tất cả các reps nó được dùng đúng cơ cần làm hay không, thay vì là chỉ nghĩ là di chuyển tự tại từ điểm A tới điểm B để đảm bảo cho mình có được cái độ an toàn tốt nhất. Kể cả đấy, ví dụ như những cái bài tập về xô, mình vẫn tập tới những cái rep rất chết ở cuối, nhưng mình vẫn luôn để ý là mình luôn giữ lại, dừng lại một chút ở hai đầu của chuyển động, xuống ở dưới pause một chút, lên ở trên pause một chút, không vội vã dùng đà. Chính những cái đấy nó sẽ giúp cho mình đấy tập được đến chết, nỗ lực cao nhất và giữ được nhiều cơ nhất, kể cả trong cái thời điểm này luôn. Và mình nghĩ rằng đấy là cái vũ khí lợi hại nhất của mình, khi mà mình có thể siết được xuống như này mà mình giữ được rất nhiều lượng cơ bắp không mất một chút nào, chỉ nhờ cái sự nỗ lực hết mình, sự để ý và cái routine của mình để mình có thể phục hồi một cách tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng cho những cái bữa tập tiếp theo. Hãy cứ dám tập hết mình, nhưng phải thật để ý. We about it, get the green, yeah. Why you slacking? Why you sucking all the top, boy, you capping? What you need, hey, yeah, I got it, with the team, yeah. We about it, get the green, yeah. Why you slacking? Why you sucking all the top, boy, you capping? Về bodybuilding ấy, nó không chỉ là cái ăn kiêng, nó không chỉ là cái diet. Bodybuilding ấy, thể hình, nó đến từ những cái tình yêu. Mình nghĩ rằng là ban đầu đến từ tập luyện. Khi mà chúng ta đam mê với môn tạ, khi mà chúng ta cảm giác như là vào mỗi một hiệp chúng ta được chiến đấu, chúng ta được vui, chúng ta được đam mê, và từ đấy chúng ta muốn đẹp hơn, muốn cái thành quả công sức của chúng ta, muốn từng giây phút nỗ lực ở trong cái buổi tập đấy nó được lồ lộ ra, nên chúng ta mới ăn kiêng, chúng ta mới chuẩn chỉnh hơn ở trong diet. Vậy nên ấy, khi đã đến cái mức gọi là giảm cái lượng mỡ như này rồi ấy, chúng ta vẫn phải luôn giữ được cái tình yêu đối với tập luyện, chứ không phải là chúng ta bất chấp mọi giá. Từ cái việc mà chúng ta nhịn cực kỳ nhiều, xong rồi tập cardio cực kỳ nhiều để rồi chúng ta mệt mỏi, chúng ta uể oải, chúng ta chán ghét cái việc tập tạ vì nó đau. Mỗi buổi tập các bạn đến các bạn nghĩ rằng mệt thế nhở, sao kéo đau đấy nhở. Và chính cái đấy nó sẽ giết chết cái diet của bạn, giết chết cái prep của bạn, giết chết cái sự thành công ở trong một cái quá trình ăn uống giảm mỡ của bạn, mà nó còn giết chết luôn cả tình yêu tập luyện của bạn nữa. Vậy nên ấy, làm cái gì thì làm, ăn kiêng kiểu gì thì ăn, hãy luôn giữ cho mình một cái tình yêu thực sự cháy bỏng với tập luyện. Đừng sợ nó, bởi vì nó là cái thứ duy nhất làm bản thân mình vui. Thề mình vào mỗi hiệp mình cháy hết mình cháy chết mẹ rồi. Và chính cái điều đấy nó mới giữ được cái lượng cơ bắp của mình đến từ bây giờ. Vậy nên đừng có phải hy sinh việc tập chỉ để giảm mỡ. Các bạn hy sinh việc tập là các bạn hy sinh luôn cả quá trình của bạn. Đừng hy sinh nó. Why you capping on? So like a rubber band, I've been snapping on. Yeah, I've been up here with my team, so you know this what I mean. We've been going up like NASA, bro. Run it up. So we getting these numbers up. This time we back then I'm coming up. I'm about to mess y'all summer up. Been in the lab like all day. I hit a J like Beyonce. I saw him coming from far away. We need it all way. Hey, what you need? Yeah, man, I got it. Wow, what you say? Hey. We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you sucking all the top, boy, you capping? What you need, hey, yeah, I got it, with the team, yeah. We about it, get the cream, yeah. Why you slacking? Why you sucking all the top, boy, you capping? mà muốn giản nhiều các số đừng chỉ nghĩ là kéo về sau, nghĩ kéo này, đè cái cùi chỏ đi xuống dưới này, các bạn sẽ cảm nhận được một cái độ co tuyệt đối dành cho cơ xô, thay vì chỉ nghĩ rằng kéo về phía sau như này. Nghĩ đè nó xuống, kéo xuống phía dưới này, đè nó xuống, thì cơ xô của bạn làm việc được tối đa luôn và các bạn cảm nhận cái độ co tối đa luôn trong các động tác row. Thử đi và cảm ơn mình sau. Đừng bao giờ lấy lý do là siết là yếu để rồi nửa vời trong việc tập luyện. Chạy hết mình đi. Nếu các bạn nói nó là đam mê, nó là một cái sự yêu thích ấy, cắn răng mà chịu đựng, đấy mới chính là bản lĩnh của một người đàn ông. Nó cần những suy nghĩ, những cái mindset mà các bạn chưa bao giờ có trong cuộc đời. Cùng một ao ước, cùng một ước mơ, nhưng có những người hành động được, có những người không. Nó khác nhau bởi chỉ một cách nghĩ duy nhất. Nếu các bạn có thể nghĩ được rằng nếu các bạn dám làm những cái điều này điều kia, những cái điều mà gọi là khó khăn các bạn chưa bao giờ làm, các bạn có thể sẽ đạt được một cái cuộc sống, một cái kết quả, một cái body mà rất nhiều người khác không có được. Và cách suy nghĩ đấy, mình nghĩ rằng đấy là cái suy nghĩ của mình. Khi mà mình luôn luôn tiếp cận được một cái mục tiêu nào đó, nó tạo cho mình một cái khí thế háo hức hơn rất nhiều. Cái việc là khi các bạn nhìn thấy ví dụ một cái body kia và các bạn nghĩ rằng là ước gì mình có cái đấy, nhưng mới nhìn lại là các bạn phải làm cái này cái kia. Khi các bạn bị tâm lý phải làm như vậy, nó không phải thực chất là các bạn thực sự nghĩ rằng nó là một cái việc các bạn có thể được làm. Nó là một cái cơ hội để cho các bạn có thể sống được với cuộc đời kia. Cái tâm thế nó hoàn toàn khác nhau. Và chính cái tâm thế đấy, nó sẽ tạo ra cái động lực kéo và động lực đẩy. Động lực kéo nó sẽ giống như một cái quán thu hút các bạn. Các bạn cảm thấy rất háo hức mỗi ngày các bạn thức dậy được làm. Nhưng cái động lực đẩy nó sẽ giống như các bạn mỗi ngày các bạn nghĩ rằng ôi, phải dậy sớm à, phải chạy bộ à, phải ăn kiêng à. Những cái phải đấy ấy, các bạn không bao giờ trụ lâu được. Chắc chắn nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Và kể cả khi các bạn đạt được nó, các bạn cảm thấy rất là kiệt quệ. Vậy nên ấy, lúc ban đầu hãy cứ làm những hành động bình thường nhỏ nhỏ một thôi, xong rồi đi từng bước một. Và khi các bạn cảm thấy là những cái bước mới đấy, những cái khó khăn cao hơn một chút đấy, những cái level thử thách cao hơn, những cái thói quen mà các bạn sẽ làm hơi khó nhằn hơn, những cái đấy các bạn sẽ thấy nó bắt đầu giúp các bạn đạt được kết quả, một cái body, một cái tâm trí nó tuyệt vời hơn rồi. Thì lúc đấy ban đầu nó cũng giống như mức lương của bạn thôi. Các bạn làm cái này cái kia đúng không, các bạn kiếm được khoảng tầm 10-15 triệu chẳng hạn, xong rồi nó lên dần dần, các bạn làm dần được 15-20 triệu rồi, thì xong rồi các bạn mới thử những hành động mới chẳng hạn, thì các bạn hóa ra là mình cũng có thể làm được nhiều hơn. Nhưng bây giờ các bạn nghĩ rằng là mình có thể mình ước gì mình làm được 100 triệu 200 triệu, xong các bạn nghĩ rằng ôi thế xong thì mẹ cày tối mặt à, thế rồi ngủ à, thế rồi ăn à, thôi sống làm gì nữa. Đấy, chỉ nghĩ đây các bạn không bao giờ đạt được. Các bạn sẽ thấy cái bài này mình tập ở ngoài, mình sẽ tập từng đây một đấy. Nhưng kiểu mình ở nhà mình có cái ghế này mình dựa vào, nó giúp mình cố định cái phần thân người, cố định cái phần tay của mình. Và khi mình để tay về phía sau thì mình giữ cùi chỏ về phía sau ấy, nó giúp mình giãn tối đa cái phần tay của mình. Và thực sự cái tay của mình ấy, nó là một trong những nhóm cơ mà giữ được nhiều cái cơ bắp nhất, siết nhất trong thời gian đợt này. Nên mình nghĩ rằng là nếu bạn nào chưa biết về kinh nghiệm gọi là tập tay sau ấy, lên xem tất cả những cái video mà về push day của mình ấy, để thấy được là đây, ví dụ nhóm cơ tay sau mình tập như thế nào. Đây các bạn thấy nhóm cơ tay trước mình tập như thế nào. Cảm nhận nó, không cần tập quá nặng, càng cố định nó, càng giữ nó ở một chỗ và dùng nó để di chuyển tạ, thì các bạn càng giúp nó làm việc được nhiều hơn, càng đỡ bị chấn thương hơn và giữ được nhiều cơ bắp hơn đó. Ngày xưa ấy mình cứ nghĩ là tay, ngực mình nó là điểm yếu, nhưng từ khi mình tập trung vào, mình giảm nhẹ tạ đi, mình tập trung vào chuyển động, nó trở thành điểm mạnh tuyệt vời. Nhớ nhá. Xong buổi tập, nghe cái từ cuối cùng nó hơi sai, thực sự là một buổi tập rất là tuyệt vời, rất là viên mãn. Bao giờ của mình cũng thế, những cái buổi tập này thực ra ấy, mình nghĩ rằng là đôi khi nó sẽ là áp lực cho bản thân mình khi mà mình phải quay lại cho anh em, tại vì mình vẫn rất muốn dành nhiều năng lượng để mình có thể cháy vào các buổi tập ấy. Nhưng đôi khi chính anh em lại làm động lực cho mình, bởi khi mà mình đấy quay lại cho anh em như này, mình càng muốn nỗ lực hơn để có thể tạo thêm được cái động lực cho anh em, để cho mọi người có thể thấy được là kể cả trong những thời gian này, khi mà mình đã siết khô như thế này rồi, mình đến những giai đoạn cuối của prep rồi, mình vẫn đang rất mệt mỏi rồi, mình vẫn cố gắng được như thế nào, anh em cũng có thể học được những cái đấy để cố gắng như vậy. Nên thành ra đấy, nó vẫn là một cái vinh dự đối với mình. Mình nghĩ rằng là đôi khi cái áp lực ấy, nó là một vinh dự, áp lực nó mới giúp cho mình có thể tồn tại và đi đến ngày hôm nay, để đạt được những gọi là không chỉ là về thành công về sự nghiệp, mà nó là một cái body được như thế này. Ngày giống ngày xưa phải đăng lên mạng thế này đây kia, bị anh em chửi thế này đây kia, nhưng giờ đấy anh em cũng thấy được là ok, với tất cả những cái gì mình đạt được, body mình đạt được, hãy có niềm tin lên một chút nhá. Nên là chúng ta vẫn đồng hành với nhau hành trình này, mình vẫn cố gắng ra vlog cho anh em từng ngày một, để anh em có thể theo dõi cái hành trình này, trái nhất với mình cùng hành trình này, để xem năm nay anh em mình có thể đạt được một cái cả tuyệt vời như nào, viết nên một câu chuyện thực sự tuyệt vời, một câu chuyện có hậu. Nên mình sẽ hẹn gặp lại anh em vào vlog 2 hôm nữa, với ngày tập chân.